Ừ. Đang cho thằng chú nó đi nhà khách. Không. Bảo là cho nó đi xem chiếc nhưng mà vé chiếc đắt quá. Ừ. Thôi. Thôi, chiếc. Ừ, hôm nay thứ bảy nó nghỉ nha, nó nghỉ mà. Hôm nay thứ bảy nó nghỉ mà, phải không? Bye.
đang có cơm cơm đang ăn ăn nói cơm chín muốn quay nhà mới là quay lại là vui này. Ông qua để giữ lại làm lưu niệm đấy. Còn cái máy quay hát này nhỉ? Quay phim mà tôi nghề này nghề của tôi nghề kiếm cơm đúng thế. À đây. Trong nhà này được như tôi về tôi đi xây nhà. Ờ, xây nhà cộng gói. Quảng cáo ấy, làm cho biết được quảng cáo. À, nhớ đi Điện Biên về. Cái chìa khóa con để trong phòng. Chìa khóa nào? Bố qua đưa. Bố đi xe buýt về thôi. À, bố xe buýt. Thì con lai bố ra hả? Ừ. Lai bố lai cho chỗ bệnh viện thôi, không phải quay về luôn. Để mai làm nhà vệ sinh, nhà mà ống nước ở nhà vệ sinh nha. Đúng rồi. Nhưng mà họ ngoài kia họ nói đầu tiên mình nhẹ nhàng mình nói đã để cho nó bảo là nhà nhờ các bác, thế nhưng mà cháu cũng nói với bác là ngõ trong này là ngõ của xóm ở trong này đóng tiền để làm cái ngõ này. Cứ bảo là vợ công nhân cháu chịu thôi, người nào đỡ phải ấy rồi, còn nếu có gì mà nó ấy thì cháu sẽ làm lại không sao cả. Hôm nọ đâu không ăn vào đấy luôn rồi, đúng rồi, vì đấy là cái cột cái trụ. Bác cứ cẩn thận đấy nhỉ. Ừ. Thế sau này không cãi được không? Đúng, không cãi được. Trời khó thế. Đây cái này đây lúc nói như là vất vả nhất là nghề xây dựng đấy. Vâng, vất vả. Vất vả nhất. Nghề xây dựng. Xong lại ít tiền. Bao nhiêu những cái khổ sở. Tiền thì công nhân thì có thể ít nhưng mà nhà thầu thì không ít. Chú ạ. Chú ạ. Có. Bao nhiêu khổ sở vất vả bản thì cũng là thợ xây chịu hết. Tôi nói với chị là trước là tôi quản lý một công tay một đội thợ xây, một đội thợ điện, một đội thợ nước, rồi một đội thợ mộc.
Nói chung là cái nghề này là rất hiểu. Nếu mà vất vả nhất là nghề công nhân làm đường. Công nhân làm đường là vất vả nhất. Xong rồi đến là công nhân xây dựng nhà cửa. Khu lục lộ là vất vả nhất. Nhưng mà làm cái cửa trong ra ngoài này hoặc là thêm ngoài này phòng nó hơi bị đẹp. Như là đấy nay đường nào ấy mà nếu mà ấy cắt cái chỗ đấy nó đổ ra thì vâng thêm được thì anh được